những mẹo vặt sức khỏe giúp đẩy lùi bệnh tật còn nhanh hơn dùng thuốc. Sao phải mất công đi mua thuốc trong khi bạn vẫn có thể tự chữa bệnh bằng vốn có sẵn? Những hiện tượng như nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi là hết sức bình thường. Vì thế, sẽ tốt hơn là bạn nên dùng mẹo để đẩy lùi các bệnh vặt thay vì lúc nào cũng lệ thuộc vào thuốc. Ngứa cổ. Khi bị ngứa cổ, hãy gãi vào vành tai. Khi các dây thần kinh ở tai được kích thích, chúng sẽ tạo ra một phản xạ trong cổ họng và phát sinh những cơn co thắt nhẹ ở đây, giúp đẩy lùi cơn ngứa ngáy. Hoặc bạn cũng có thể uống một cốc nước ấm để xoa dịu cổ họng. Buồn ngủ. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy nhịn thở càng lâu càng tốt, rồi thở ra. Bạn sẽ cảm thấy cơn buồn ngủ biến mất. Tất nhiên mẹo này áp dụng cho những ai cần tỉnh táo để làm việc hay học bài. Bị mũi cắn. Khi bị mũi hay bất kỳ con trùng nào cắn, bạn chỉ cần thoa lăng khử mùi lên vết cắn, cơn ngứa ngáy, khó chịu sẽ biến mất. Hắt hơi. Để ngăn không cho cơn hắt hơi xảy ra, bạn hãy dùng lưỡi ép thật mạnh vào mặt trong của hàm răng cửa phía trên, chỗ tiếp giáp với lưỡi. Cứ làm liên tục như thế, khoảng vài giây, cơn buồn hắt hơi sẽ biến mất. Tất nhiên điều này chỉ nên áp dụng khi bạn đang tham dự một cuộc họp hay cuộc gặp gỡ quan trọng. Những lúc khác, nếu ngứa mũi thì cứ hắt hơi, không cần kiềm hãm. Tê tay. Phải làm sao khi ngủ dậy mà thấy cả cánh tay bị tê, không thể cử động được? Hãy nhẹ nhàng lắc đầu từ bên này qua bên kia, tay sẽ hết tê trong chưa đầy một phút. Nguyên nhân là khi nằm sai tư thế trong một khoảng thời gian lâu, các dây thần kinh ở cổ bị chèn ép, khiến tay bị tê. Và việc thả lỏng cổ chính là cách chữa hay nhất. Nhức răng. Khi bị nhức răng, hãy dùng một cục đá lạnh chà lên vùng da giữa ngón tay cái và tay trỏ. Cơn đau nhức sẽ giảm đi đến 50%. Nguyên nhân là do các dây thần kinh ở đây được kích thích và chúng sẽ ngăn chặn tín hiệu đau phát từ miệng lên não. Nghe không rõ. Khoa học đã chỉ ra rằng tay trái rất giỏi trong việc phân biệt âm nhạc và các thanh âm, còn tay phải thì giỏi trong việc tiếp thu từ ngữ và giọng nói. Chính vì thế, nếu muốn nghe ai đó nói rõ ràng hơn trong một không gian ồn ào, hãy hướng tay phải về phía người nói. Nhức đầu. Nếu bạn bị tấn công bởi một cơn nhức đầu bất chợt, hãy ngâm tay vào một thau nước đá lạnh, rồi liên tục xè và nắm chặt bàn tay trong nước, cơn nhức đầu sẽ dần dần tan biến. Chích kim. Lần tới, để chích kim không bị đau, trong khi mũi kim được châm vào da thịt bạn, hãy ho lên vài cái nhẹ nhàng trong suốt thời gian đó. Những cơn ho sẽ làm tăng áp lực lên ống tủy sống và sẽ giúp kìm hãm cảm giác đau mà nó đang cố truyền lên não. Bút ốc. Bút ốc là hiện tượng xảy ra khi máu đột ngột dồn lên não do các vật lạnh tiếp xúc với vàm họng. Chẳng hạn như khi bạn đang ăn kem. Để đánh tan cơn bút ốc khó chịu này, bạn hãy áp lưỡi vào vàm họng từ 5 đến 10 giây. Cách làm này sẽ giúp làm ấm vàm họng và giảm lượng máu lưu thông đến não. Ngạt mũi. Nếu cơn ngạt mũi khiến bạn khó thở và không ngủ được vào ban đêm, hãy đặt một củ hành tây lên đầu giường. Bạn sẽ thấy nó có công dụng hơn bất kỳ phương thuốc nào đấy. Nấc cục. Nếu cơn nấc cục cứ kéo dài mà không chịu dứt, bạn phải làm sao? Có một cách vô cùng đơn giản và công hiệu rất nhanh. Đó là dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm vào chân mày. Khó ngủ. Khi bị khó ngủ và không thể nào chợp mắt được, bạn chỉ cần chớp mắt thật nhanh trong một phút, cơn buồn ngủ sẽ kéo đến với bạn ngay. Buồn nôn. Khi bạn cảm thấy buồn nôn, hãy kẹp ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay rồi siết chặt thật mạnh. Một lát sau, bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy. Người hay say tàu xe có thể áp dụng mẹo này. Ngăn ngừa muộn. Nếu bạn tắm nước nóng thì sau khi tắm xong, hãy bật nước lạnh tráng qua người một lần nữa để ngăn ngừa muộn. Nước lạnh sẽ làm xe khít lỗ chân lông, giúp cho vi khuẩn và bụi bẩn không chui vào bên trong lỗ chân lông. Tất nhiên, chỉ là tạm thời thôi. Chóng mặt. Khi bị chóng mặt, chúng ta thường tìm chỗ để nằm xuống. Nhưng nếu đã nằm xuống mà vẫn còn cảm thấy chóng mặt, thì hãy thò một chân xuống đất. Bằng cách này, não bộ sẽ tự điều chỉnh lại vị trí của cơ thể
để bạn không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Căng thẳng. Khi bị căng thẳng, bạn chỉ cần thổi không khí vào ngón tay cái. Trên ngón tay này có sợi dây thần kinh điều hòa nhịp tim. Bằng cách thổi vào dây thần kinh đó, nó sẽ giúp tim đập chậm lại và bạn sẽ cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Mẹo nhớ lâu. Nếu bạn đọc lại bài trước khi đi ngủ, bạn sẽ nhớ chúng rõ ràng hơn vào buổi sáng hôm sau. Cách này rất hữu ích cho bạn khi vào mùa thi. Không thể ngừng cười. Phải làm sao nếu bạn đang trong cơn cười mà không thể ngừng cười? Rất đơn giản, hãy tự véo mình một cái, hoặc như người khác véo bạn một cái. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều áp dụng thành công những mẹo kể trên. Nó còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người và cách bạn áp dụng chúng có chính xác hay không nữa. Tuy nhiên, trên đây đều là những mẹo vặt sức khỏe hữu ích đáng để bạn ghi nhớ, nếu chẳng may gặp phải những triệu chứng phiền phức phổ biến kể trên đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.